Anh em sẽ khu chế sầu riêng chuồng bò giao cho khách nha. Trái này là 2,7 kg. Bên em sẽ review cho anh chị coi luôn cái cơm của nó ha. Đây nha anh chị, sau khi ra trái 2,7 kg thì nó sẽ được 1, 2, 3, 4, 5 đường muối nha anh chị. 5 đường muối. Đó, rất là béo, rất là ngọt luôn. Đây, bây giờ thì em sẽ giao cho khách. Hàng có sẵn anh chị ha. Anh chị cứ order, bên em giao hàng tới 10 giờ tối. Rồi, xin chào anh chị.